Khi luồng hơi nóng bắt đầu được thổi vào, quả bóng khổng lồ căng dần, từ từ nâng khỏi mặt đất. Đó cũng là lúc cảm giác phấn khích chen lẫn hồi hộp bắt đầu xuất hiện rõ dần đối với người đang chuẩn bị trải nghiệm lần đầu bay tự do với khinh khí cầu. Sau vài phút, quả cầu khổng lồ đã no tròn được nâng hẳn lên không trung, lơ lửng theo phương thẳng đứng. Cũng là lúc hành khách được phi công lái khinh khí cầu cho trèo lên chiếc giỏ mây, vừa đủ cho 3 đến 4 người đứng, bắt đầu tận hưởng một hành trình bay đầy kỳ thú. Thường các khinh khí cầu bay tự do được chuẩn bị từ rất sớm để tranh thủ lúc gió nhẹ, ổn định. Cái không khí khẩn trương, náo nhiệt ngay từ đầu cũng là một chất xúc tác cho việc trải nghiệm bay tự do với khinh khí cầu tại Festival Huế 2022 thêm nhiều thú vị. Hoạt động bay và trình diễn khinh khí cầu mang tên Cố Đô Huế Nhìn Từ Bầu Trời được xem là một trong những điểm nhấn cho mùa festival năm nay. Bộ môn khinh khí cầu là một trong những cái bộ môn thể thao trên không và hiện nay đang được các bạn trẻ yêu thích. Mặc dù nó đã ra đời hơn 200 năm nay rồi, và ngay bây giờ, ngay trong những thời điểm này thì mọi người đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Bởi vì sao? Tại vì khinh khí cầu nó một cái sức thu hút. Mỗi ngày khi mà chúng ta bay khinh khí cầu là mỗi ngày chúng ta sẽ khám phá một cái địa điểm khác nhau. Đó là điều thú vị nhất khi mà chơi khinh khí cầu. Bên cạnh đó thì chúng ta còn trải nghiệm được cái cảm giác mình được lơ lửng trên bầu trời và được có thể ngắm tất cả các thắng cảnh, tất cả những khung cảnh ngay tại địa điểm chúng ta bay được thu vào tầm mắt của chúng ta ngay lúc đó. Chính vì vậy cái điều đó là cái điều mà thu hút nhiều người muốn trải nghiệm du lịch bằng khinh khí cầu hoặc là muốn chơi bộ môn thể thao này. Quả vậy, cái cảm giác lơ lửng trên không trung ở độ cao từ 200 đến 300 mét cùng với toàn bộ cảnh đẹp được thu vào tầm mắt, khó mà có ở một trải nghiệm nào khác với việc bay khinh khí cầu. Sau những hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu, có thể đó là chút cảm giác nóng của hệ thống đốt mỗi khi cất cánh, hoặc tiếng ồn của luồng hơi, thì bạn đã có thể tận hưởng những khoảnh khắc thật thích thú khi khinh khí cầu lên độ cao nhất định. Xin chào mọi người, thì mình là Maxi TV, một Instagram về lifestyle. Thì hôm nay là lần đầu tiên đến với Huế và được trải nghiệm khinh khí cầu này, cảm thấy ban đầu thì khá là hồi hộp và cái nóng của hệ thống đốt này thì đương nhiên nó phải diễn ra để mà cái khinh khí cầu được hoạt động khi mà bay lên cao. Thì cái lời đầu tiên thì chia sẻ thật thì là có không quen thật, mình có hơi rụt cổ lại một chút, nhưng mà dần vì 1-2-3 lần thì mình cảm thấy quen và cái điều đó là hoàn toàn bình thường. Khi bay lên đó chứng kiến tất cả những cái quan cảnh như từ trên cao thì cảm thấy rất là thích và một chút hồi hộp, nhưng mà càng bay lên đó thì mình chỉ muốn bay lên cao hơn nữa để nhìn thấy quan cảnh xung quanh được nhiều hơn, cảm thấy rất là thích thú. Trước khi trải nghiệm khinh khí cầu thì chúng ta cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là trang phục gọn gàng, không mang vác trên người. Và thứ hai là chắc chắn một điều là ai cũng muốn ghi hình trên khinh khí cầu thì các bạn nên chuẩn bị những thiết bị máy quay hoặc là những thiết bị chụp hình có ống kính góc rộng. Và điều quan trọng nữa mà chúng ta cần phải lưu ý đó là phải có những dây để kết nối với thiết bị để tránh mà thiết bị rơi xuống hoặc là gây mất mát hoặc là sẽ gây nguy hiểm cho người phía dưới. Bên cạnh bay tự do, vào buổi chiều các khinh khí cầu còn có hoạt động bay treo, mang lại cơ hội rộng rãi cho người dân Huế và khách du lịch đến trải nghiệm với khinh khí cầu. Những quả cầu khổng lồ, đầy sắc màu đã tạo nên sự thu hút cho đông đảo người dân ngay những ngày đầu của Festival Huế. Gia đình mình là người Huế ở đây thì mặc dù ở Huế cũng rất là lâu nhưng mà đây là lần đầu tiên mà gia đình có cơ hội để tham quan một cái lễ hội về khinh khí cầu. Cảm xúc thì rất là bất ngờ vì hình như là lễ hội năm nay nó hoành tráng hơn nhiều năm trước và rất là may mắn là mình có thời gian để đi như thế này và cũng là lần đầu tiên mà con trai của mình được tham gia một cái festival. Hoạt động bay và trình diễn khinh khí cầu sẽ tiếp tục phục vụ cho du khách cho đến hết 30 tháng 6 cũng là ngày bế mạc Festival Huế